Chào mừng quý thầy cô giáo trở lại kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức GEP. Lời đầu tiên, kính chúc quý thầy cô luôn gặp nhiều may mắn, sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong giảng dạy. Đây là kênh dạy học miễn phí luôn hướng đến các giá trị của phương pháp giáo dục hiện đại nhằm hỗ trợ cho giáo viên sử dụng hình vẽ trong dạy học có ứng dụng công nghệ thông tin. Lời giới thiệu, giúp giáo viên sử dụng giáo án điện tử được soạn đầy đủ về nội dung và thư viện video trên không gian 3D tương ứng để giảng bài một cách hiệu quả nhất, gây hứng thú học tập cho học sinh, được thiết kế chi tiết trong từng công đoạn để hoàn thành một bài giảng sinh động. Trong các bài dạy, tôi đã vẽ xong các hình theo một thứ tự nào đó của mình và đi theo trình tự từng bài của sách giáo khoa của Bộ Giáo dục. Bởi vậy, trước khi lên lớp, quý thầy cô xem bài giảng tương ứng để tham khảo ý tưởng và lựa chọn phần mình cần trên video, từ đó hoàn thiện bài dạy cho riêng mình. Kết nối wifi trực tiếp đến máy tính, sau đó mở phần mềm cần dạy, thủ thuật dừng hoặc tua lại hình để giảng bài theo ý của mình. Cuối cùng tôi cảm ơn quý thầy cô cùng chia sẻ với đồng nghiệp và học sinh. Hôm nay quý thầy cô tiếp tục dạy bài 1, vẹt tơ trong không gian, nội dung gồm có bài tập 10 trang 92, đầy đủ nội dung và thư viện để quý thầy cô giảng dạy các phần trên. Từ giờ phút này tôi đi video mặc định im lặng để quý thầy cô giảng mạng. Chúc quý thầy cô giảng dạy thành công mỹ mãn.